Rigon, anh Thành đùng một cái cầu hôn mà lúc đó có nhiều người quá mình từ chối cũng kỳ. Sau rất nhiều giông bão đi qua, Harry Won cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm và những bí mật trong cuộc sống sau hôn nhân. Lý do gì khiến chị gật đầu cưới Trấn Thành? Thực sự lúc đó kiểu như bị xúi vậy. Đối với tôi ít nhất phải quen 3 năm, tới đó mới biết được tính tình của người này như thế nào rồi sẽ quyết định cưới hay không. Trong khi đó anh này mới quen, mới từ Mỹ về Việt Nam, đùng một cái cầu hôn, mà lúc đó lại có nhiều người quá nên mình từ chối cũng kỳ. Rồi tự nhiên một ngày, anh kêu phải cưới liền mới được. Tôi bảo là cưới hơi bị sớm, nhưng anh chỉ nói không, bây giờ anh yêu em nhiều lắm, anh muốn cưới em lúc anh yêu em nhiều nhất. Bởi vậy người ta thường chuẩn bị cưới từ 6 tháng trước, còn tôi chỉ có 2 tháng nên mọi thứ rất sát và gấp gáp. Sau khi kết hôn, chị cảm thấy cuộc sống thay đổi thế nào? Thời điểm trước khi kết hôn, hai đứa cứ gây lộn suốt, đôi khi chỉ vì những chuyện nho nhỏ mà mình nhạy cảm rồi đâm ra khó chịu nhiều thứ. Sau khi kết hôn, tôi nghĩ chắc là nó còn căng hơn, vì hai người không có liên quan gì khi chung sống, chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất đồng, người một nhà còn như vậy mà. Nhưng cưới xong rồi, không ngờ tôi lại có cảm giác an tâm, bình an đến như vậy. Trước đó tôi từng lo lắng không biết tương lai mình sẽ như thế nào, không biết có lấy được người này hay không, nếu không lấy được thì mình phải làm sao đây? Rồi những kế hoạch của mình trong tương lai sẽ phải thực hiện một mình thế nào? Nhưng cưới xong, những gánh nặng đó tôi không còn phải lo toan một mình nữa, mà còn có anh Thành đã san sẻ một nửa. Trời đất ơi, biết như vậy là mình cưới sớm hơn rồi, tôi nghĩ. Về nhà chồng, công việc làm dâu của chị ra sao? Trước và sau khi kết hôn, tôi đều đi làm suốt bên ngoài nên không làm việc nhà. À, có một điểm khác là ngày xưa tôi không có thói quen gấp chăn sau khi ngủ dậy, thích vứt đâu là vứt đó, nhưng bây giờ cũng biết sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Còn mối quan hệ với mẹ chồng, thực sự là muốn có chuyện gì xảy ra cũng khó xảy ra được, vì sáng sớm mình đã đi làm, lúc ba mẹ ngủ hết thì mới về nên ít khi gặp lắm. Nhưng khi gặp nhau đều vui vẻ, được ba mẹ lo lắng, như hay hỏi han ăn gì chưa, nhắc nhở uống nhiều nước và hay nấu những món bổ dưỡng cho mình. Anh chị dự tính chuyện con cái thế nào? Thực sự vấn đề bây giờ là hai đứa rất thích đi làm việc, vẫn còn muốn làm hết sức những gì mình có thể. Để sau này có con, mình không đổ thừa cho con là vì con mà mẹ hy sinh công việc nghệ thuật, tôi rất sợ như vậy. Mẹ Harry cũng có dục con cái, nhưng ba mẹ anh Thành thì chưa dục. Bản thân tôi thấy cũng chỉ mới yêu được 1 năm, thôi thì ưu thêm cho đủ 3 năm. Để hormone về tình yêu giảm xuống, thì mình lại có con để tạo cảm giác có một cái gì đó nó cột lại bản thân mình và cũng tạo được niềm vui khác nữa. Tôi nghĩ như vậy hợp lý hơn. Trong tương lai, chúng tôi muốn có một bé trai và một bé gái. Nếu được thì đừng chênh lệch nhiều tuổi quá, để hai đứa có thể thân thiết với nhau. Nếu sinh không đâu, tôi còn muốn mình có 4 đứa để bọn trẻ chơi với nhau cho vui. Trong hôn nhân, bí quyết giữ chồng của chị là gì? Thường thì người ta hay nói nghệ sĩ hay quen lén người này người nọ rất lăng nhăng. Nhưng thực sự tôi không hề hỏi han, quản lý quá kỹ việc anh đi đâu làm gì cả. Một phần chỉ cần xem Facebook là hiện lên hình ảnh của các fan cập nhật anh Thành đang làm gì rồi. Phía anh Thành cũng vậy, cứ xong việc là chạy đi tìm vợ rồi ôm vợ, nói nhớ nhung đủ thứ hết. Đến lúc này, tôi không có gì để nghi ngờ vì anh ấy lúc nào cũng tạo niềm tin cho tôi. Bản thân tôi cũng hay nói vui với chồng rằng nếu gặp được những người tốt hơn em, anh cứ đi đi không sao, em vẫn có người tốt hơn anh. Tuy vậy, nhưng hai đứa đều biết đối phương là người có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của mình để giữ nhau ở lại. Trấn Thành chia sẻ mỗi ngày ra đường, bà xã chỉ cho anh 2 triệu thôi, vì sao chị làm vậy? Tôi nghĩ 2 triệu cũng rất là nhiều rồi. Tôi cũng vậy thôi, hồi xưa tôi toàn mang 200 nghìn ra đường thì giờ cũng chỉ 300-400 nghìn. Anh Thành thì làm tiền xăng gần 1 triệu rồi nên tôi mới đưa 2 triệu. Còn không là đưa ít hơn rồi, cũng có thể xem đó là một bí quyết giữ chồng của tôi. Anh có hứa với tôi trong năm nay là tuyệt đối không mua đồ hiệu, chỉ trừ trường hợp sinh nhật hay dịp đặc biệt gì đó thôi, chứ đồ ở nhà cũng đầy rồi, không xài hết. Tôi có nói với anh là năm nay, mục đích của mình là mua một căn nhà để có thể kinh doanh hay làm gì đó. Rồi sau đó có điều kiện thì sẽ mua nhà bên Mỹ, hay nếu mua được nữa thì lần sau sẽ mua nhà ở Hàn Quốc. Vậy coi như là đến hết cuộc đời không phải lo gì cả, đi đâu cũng có chỗ ở, có thể thu nhập thêm từ tiền cho thuê nhà này nọ trong trường hợp nếu không còn làm nghệ thuật nữa. Tôi luôn có suy nghĩ là mình phải kiếm tiền, nếu như không có nghề này thì mình còn phải có phương án khác nữa. Vì thực sự, nghề nghệ sĩ ở Việt Nam không được lâu dài. Có khi bạn nổi thật nổi, nhưng cũng có khi trắng tay, vậy nên cần phải có phương án thứ hai. Lỡ Trấn Thành giấu chị có quỷ đen thì sao?
không thể nào như vậy được, vì thông thường anh ấy thu nhập cái gì là vô tài khoản hết rồi. Ảnh thường xuyên làm về truyền hình, chủ yếu là nhận chuyển khoản. Còn đi sự kiện thì hỏi anh quản lý là biết ngay thôi. Người ta nói sau khi lấy vợ, vợ là chìa khóa kho báu mà. Trước khi kết hôn, Harry không đụng vào tiền của anh Thành một đồng nào hết. Nhưng kết hôn rồi, tất cả là của Harry. Bản thân anh Thành tất nhiên hiểu được là tôi không dùng tiền đó xài riêng cho mình một chút nào hết, mà chỉ chia cho hai đứa và làm cái gì tốt nhất cho gia đình hai bên. Chính vì thế nên anh không bao giờ lo lắng những chuyện đó. Gò ép về kinh tế như vậy, làm sao ảnh có điều kiện tặng những món quà lãng mạn cho chị? Tôi có nói với anh là anh đã tặng cho em rất nhiều quà rồi nên không cần thiết. Còn những gì anh muốn tặng thì anh cứ nói. Bây giờ kết hôn rồi cũng đã đi qua cái thời lãng mạn. Muốn lãng mạn như vậy thì cũng có cách. Mỗi ngày đưa 2 triệu thì ổng gồng lại không xài nhiều, vậy là vẫn làm được. Trước đây trong ví anh Thành lúc nào cũng 20-30 triệu, cứ xài hết là bỏ vào tiếp. Lúc đó tôi nghĩ là ông này không biết giữ tiền, quản lý tiền rồi. Có bị mất cũng không biết vì sao bao nhiêu. Chính vì điều đó mà mỗi ngày tôi phát cho 2 triệu và mỗi tối thường hỏi trong ngày anh đã chi tiêu những gì. Tôi cũng vậy, mọi thứ hàng ngày đều viết sổ chi tiết hết và chỉ cho anh biết hết một tháng đã xài bao nhiêu. Tôi muốn anh có ý thức được số tiền tiết kiệm đó có thể dùng cho những việc lớn hơn. Anh Thành cũng có cảm giác là cũng tự hào vì có vợ giúp mình chi tiêu hợp lý hơn. Nhưng thỉnh thoảng cũng lên tiếng, Trứng Thành mà chỉ có 2 triệu. Tôi chỉ nói là anh có biết là 2 ngày lương của anh là 1 tháng lương của nhân viên văn phòng không? Anh phải nghĩ tới điều đó và cảm ơn cuộc đời của anh. Vậy là ổng im luôn không nói gì nữa. Chung sống với nhau, anh chị có nảy sinh mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm gì không? Cũng có, nhưng hai chúng tôi đều tinh tế, chịu nghĩ cho đối phương rất nhiều, nên hầu như không thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng mà mỗi lần có chuyện gây lộn là toàn trận lớn. Nguyên nhân toàn là mấy chuyện tào lao nho nhỏ mà không biết sao nó có thể trở thành vấn đề lớn như vậy, tới mức mà không biết đang gây lộn vì cái gì luôn. Trong hai người, ai là bên làm lành trước? Ở đâu không phải làm lành trước hay sau, chỉ là ai cảm thấy mình có lỗi thì xin lỗi. Nhưng mà người ta phải xin lỗi thực sự thì mình mới huề, còn kiểu xin lỗi dằn mặt thì mình sẽ giận tiếp. Nhưng chúng tôi không giận nhau lâu được, nhiều nhất chỉ là một ngày 24 tiếng. Tại vì tính cách của anh Trấn Thành là không bao giờ để lâu, lúc nào cũng phải làm huề liền. Mà anh Thành cực kỳ dẻo miệng, không ai dẻo miệng bằng ổng đâu. Nhưng mà vấn đề là tôi cũng không vừa. Cho nên lúc nào anh cũng nói là em mà là người Việt Nam chắc anh với em rất là mệt. May là người Hàn Quốc thôi mà mỗi lần cãi toàn khiến anh toát mồ hôi. Vì sao chị thích thoải mái thể hiện tình cảm cho đối phương trước đông người? Bản thân tôi từ xưa là người như vậy rồi. Cảm xúc của mình thế nào thì mình phải để cho người ta biết. Tôi từng xem qua những vụ tai nạn chết người rất thương tâm. Ở những giây phút cận kề, ai cũng nhắn tin gọi điện cho người thân để nói là mình yêu họ nhiều lắm. Những chuyện đó khiến tôi nghĩ, chết xong rồi là mình không làm được cái gì cho người xung quanh, thì lúc còn sống, mình cần phải thể hiện tình cảm nhiều hơn với họ. Chính vì điều đó mà bản thân tôi lúc quen với người nào cũng đều muốn thể hiện ra hết. Trước đây chúng tôi nhận nhiều ý kiến không hay, có lẽ một phần do thời điểm không đúng, khán giả chưa chấp nhận được. Còn bây giờ thì mọi người có vẻ dễ chịu hơn vì dù gì cũng là vợ chồng rồi. Chị nghĩ sao về nhận định Trấn Thành với Harry sau khi cưới hết hot rồi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đang hot hay hết hot. Tôi chỉ biết rằng ở hiện tại mình đang rất hạnh phúc. Người ta nói không có gì là mãi mãi, còn chị thì sao? Tôi cũng tin không có gì là mãi mãi, nhưng có thể cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để đi đến cùng. Bất ngờ trước lý do khiến Trấn Thành chưa muốn Harry sinh con. Trấn Thành hài hước thừa nhận, vợ chồng còn trẻ chơi chưa đã và có con thì tốn kém lắm. Tối 7 tháng 3, vợ chồng Trấn Thành và Harry Won đã chính thức giới thiệu đến khán giả hâm mộ MV có sự tham gia chung của cả hai từ giây phút đầu. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của vợ. Trong sự kiện, Harry Won và Trấn Thành mặc đồ đôi, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Nam danh hài vừa là chủ nhân nhưng cũng là MC dẫn dắt buổi tiệc. Trước sự có mặt của nhiều người, Trấn Thành lãng mạn gọi Harry Won là bà xã, thậm chí đôi lúc còn gọi cô bằng tên thân mật là heo, khiến mọi người ồ lên thích thú. Ngược lại, Harry Won khi được mời phát biểu cảm nghĩ đã cho biết, có chồng là một MC nổi tiếng nên giờ Harry cũng không biết nói gì. Trong lúc giao lưu, vấn đề con cái của đôi vợ chồng trẻ được mang ra bàn tán nhiều nhất. Khi được hỏi về dự định có con trong thời gian tới, Trấn Thành khéo léo lảng tránh. Sắp tới, Trấn Thành sẽ tham gia một game show mới vô cùng thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, mọi người không dễ dàng buông tha cho nam danh hài đã khiến anh phải hài hước thú nhận. Cả anh và Harry Won đều còn trẻ, chơi chưa đã,
nên vẫn chưa có dự định sẽ có con trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Trấn Thành còn tiết lộ thêm, hai vợ chồng đều rất bận rộn và muốn tiếp tục tập trung vào phát triển sự nghiệp. Trấn Thành cho biết, mặc dù Harry Won là người sinh con, nhưng khi trở thành một người cha, anh vẫn phải dành thời gian để chăm sóc con. Hiện tại, vợ chồng Trấn Thành chỉ muốn tập trung kiếm tiền, vì thời buổi này có con thì tốn kém lắm. Đến lượt Harry Won bị mang ra chất vấn, thì bà xã Trấn Thành chỉ biết cười trừ. Sau đó, Harry Won cho biết, có con hay không là trời cho, nếu ông trời chưa cho thì làm sao Harry biết được. Bên cạnh đó, khi nói về dự định đón Ngày Quốc tế Phụ nữ, Trấn Thành cho biết, vài ngày nữa hai vợ chồng sẽ đi du lịch, nhưng chỉ là chuyến du lịch nho nhỏ thôi. Trước đó, khi làm MC cho một game show truyền hình, Harry Won từng thú nhận mong muốn sinh bé gái trong tương lai. Giọng ca anh cứ đi đi lý giải ngộ nghĩnh, bé trai lúc nào lớn lên, lấy vợ rồi cũng sẽ bỏ gia đình, còn bé gái thì lúc nào cũng trở thành bạn của ba mẹ.